Mỗi khi nhắc đến Ngân 98 và Lương Bằng Quang, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những ồn ào nhất showbiz. Hot girl Ngân 98 và bạn trai có những câu nói gây tranh cãi trên mạng xã hội hay có những hình ảnh khiến nhiều người phải lên án. Như mới gần đây, cả hai khiến rất nhiều người phải chú ý khi tung bộ ảnh mới khác xa với hình ảnh thường ngày. Cụ thể, trên trang cá nhân của Ngân 98 và bạn trai đã đăng tải hình ảnh mặc đồ kín đáo và rất lịch lãm. Bộ ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân tình. Kèm theo những hình ảnh trên là dòng trạng thái từ hot girl Bình Định. Người ta gọi người yêu tôi bằng nhiều biệt danh khó nghe, áp cho nhiều cái nghề từ trên trời xuống. Tôi lại không thèm đứng ra xử đẹp như những thằng đàn ông khác vì 4 lý do. 1. Người ta toàn dân mạng nick ảo biết đâu mà lần. 2. Tụi nó đồng lắm, một mình địch không lại. 3. Tự lừa dối bản thân, mình nhu nhược. 4. Tình yêu vui vẻ là cách cân bằng. Nếu bạn là Quang, bạn sẽ làm gì trong tình huống này? Nhìn những hình ảnh mới này có thể thấy được Ngân 98 và Lương Bằng Quang dành cho nhau những cử chỉ âu yếm rất lịch sự, không giống như những bộ ảnh trước, không còn vẻ nóng bỏng như trước. Lần này bạn gái Lương Bằng Quang lựa chọn cách trang điểm nhẹ nhàng để phù hợp với bộ áo dài mình đang diện. Ngân 98 diện áo dài màu hồng xinh xắn, trong khi Lương Bằng Quang thì mặc vest đầy điển trai. Không chỉ xinh đẹp, Ngân 98 và bạn trai còn biết tiết chế trong những shot ảnh thể hiện tình cảm để tránh gây ra sự phản cảm. Bộ ảnh mới của Ngân 98 và Lương Bằng Quang sau khi được đăng tải nhận về rất nhiều những lời khen ngợi từ dân mạng. Những bình luận để lại dưới bức ảnh của Ngân 98 mới đăng tải như: đẹp đôi quá, bộ ảnh đẹp xuất sắc. Hai bạn mặc đồ này rất đẹp, chúc hai bạn hạnh phúc. Mặc như này có phải đẹp hơn không? Giữ mãi như này nhé. Trước giờ diện đồ như này có phải là lấy được tình cảm của mọi người rồi không? Với nhiều người thì việc Ngân 98 từ trước đến giờ thường xuyên đăng tải những hình ảnh ăn mặc hở hang là điều chẳng còn xa lạ. Như cách đây không lâu thì bạn gái Lương Bằng Quang từng bày tỏ bức xúc của mình khi bị ném đá không thương tiếc về phong cách ăn mặc